sáng 25 tháng 10, điều đình với phóng viên Công an Nhân dân, chỉ dẫn Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt phá thắng lợi chuyên án buôn, bán, nuôi giam cầm, tàn trữ, vận chuyển động vật hoang dã, phi pháp xảy ra trên địa bàn tỉnh. Theo thành quả điều tra ban đầu, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện có một số đối tượng chuyên mua bán, tàn trữ, vận chuyển động vật hoang dã phi pháp nên xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 18 tháng 10, lực lượng Cảnh sát Môi trường bỗng nhiên xuất kiểm tra tại nhà bà Lê Thị Quý 1963, trú xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, phát hiện bà Quý có tàng trữ 5 cá thể TT và 1 cá thể rùa tráng vàng miền Trung thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Do đó, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Công an huyện Đại Lộc đã tiến hành lập biên bản cầm người tội lỗi quả tang đối với bà Lê Thị Quý, củng cố biển sơ, bàn giao đối tượng cùng tang chứng vi phạm đến Công an huyện Đại Lộc điều tra theo thẩm quyền. Tiếp tục điều tra mở rộng rãi chuyên án 2019, ngày 23 tháng 10, Phòng Cảnh sát Môi trường tiến hành kiểm tra tại hai vị trí gồm tại nhà ông Trung Nguyệt 1974, trú xã Trà, huyện Nam Giang, phát hiện ông Nguyệt có tàng trữ một cá thể TT, tại nhà bà Đinh Thị Sinh 1978, trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, phát hiện bà Sinh nuôi giam cầm và tàng trữ phi pháp 15 cá thể rùa hộp tráng vàng miền Trung còn sống với khối lượng khoảng 11,5 kg, 4 cá thể sa nhân còn sống với khối lượng khoảng 2,5 kg, 12 cá thể bi chưa xác định chủng loại với khối lượng khoảng 22 kg, 3 cá thể thỏ rừng treo leo với khối lượng khoảng 3 kg. Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Công an huyện Nam Giang đã tiến hành lập biên bản cầm người tội lỗi quả tang đối với ông Nguyệt, bà Sinh, sau đó lên tiếng Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chỉ dẫn chuyển toàn cục biển sơ, tang chứng có liên quan và đối tượng vi phạm đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Giang nối tiếp điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.